Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 thường, cùng nhau giải sách bài tập Mai Lan Hương màu vàng, bài số 14, Making Plans. Phần A làm rồi, phần B làm rồi, hôm nay chúng ta cùng nhau giải phần C nhé, suggestions, đề nghị nè. Điền vào mũ chỗ trống một chỗ cái để tạo thành từ này. Bây giờ chúng ta có từ vacation. Vacation, tent. Pagoda, cái này là cái gì ta? Cái gì không biết là từ từ hả? Minibus, suggestion, còn từ này idea, ý kiến. Rồi, chúng ta xuống bài 2, đọc và đặt dấu nhấn trọng âm. Dấu nhấn trọng âm là gì? Đó là trong một cái từ, chúng ta sẽ nhấn vào một cái âm nào đó mạnh hơn, thì đó gọi là đặt dấu trọng âm. Ví dụ, activity. Activity, chúng ta nhấn vào âm 2 này. Đó, âm 2 chúng ta đọc mạnh hơn. Rồi, đây. Khmer. Citadel. Là cái âm 1 này. Destination. Minibus. Pagoda. Vacation, uncle, visit, basketball, volleyball. Rồi vậy chúng ta nhìn vào đây, cái âm câu này là nhấn âm 1, câu này nhấn âm 1, câu này nhấn âm 3, câu này nhấn âm 1 này, câu này nhấn âm 2 này, câu này nhấn âm 2, câu này nhấn âm 1, câu này nhấn âm 1, câu này nhấn âm 1, câu này nhấn âm 1 nhé. Chúng ta xuống bài dưới. Bây giờ chúng ta hãy kết hợp các đề nghị với các tình huống thích hợp. I'm thirsty now. Bây giờ tôi rất là khát. Chúng ta hãy nối với một cái câu nào đó. What about having a cup of tea? Thế còn uống trà thì sao? Chúng ta nối với câu B là hợp lý này. Tôi muốn đi chùa Hương nhưng mà nó xa quá. Vậy là đề nghị chúng ta hãy đi bằng xe buýt nhé. Tôi cảm thấy rất là lạnh. Tôi cảm thấy rất là lạnh. Tại sao bạn không mặc áo ấm vào? Chiều hôm nay nóng quá, tại sao chúng ta không đi bơi? Đó. Vậy là câu 1 nối với câu B, câu 2 nối với câu C, câu 3 nối với câu A, câu 4 nối với câu D. Xong. Rồi, chúng ta qua bài số 4 La Mã. Đặt câu hỏi cho các tự câu trả lời này. Bây giờ đối dạng bài này, bước 1 các bạn phải tìm từ để hỏi. Tìm từ để hỏi xem hỏi cái gì. Bước 2, có be thì xài lại be, có to be xài lại to be, có can thì xài lại can, còn không có, không thì chúng ta xài do, do, nếu mà không chúng ta xài do do. Bước 3 là viết lại cái khúc đằng sau và cái nào cái chân thì vứt đi. Bây giờ này, bạn muốn làm gì? Bạn muốn làm cái gì? Tôi muốn đi cắm trại, đó là câu ví dụ. Rồi, xuống câu 1. Cô ấy muốn đi chùa Hương, người ta gạch chân chùa Hương rồi. Vậy chúng ta hỏi là cô ấy muốn đi đâu? Đi đâu là where, chúng ta để where đầu câu. Câu này không có to be mà chỉ có động từ thường. Vậy chúng ta phải mượn trợ động từ do the. Chủ ngữ đây là see, chúng ta xài the nhé. Where does she want đưa về nguyên mẫu bởi vì chúng ta có the rồi. To go chấm hỏi. Câu số 2, họ muốn đi du lịch bằng tàu hỏa, người ta gạch chân cái phương tiện rồi. Mà họ phương tiện thì chúng ta có từ how. Bây giờ ở đây không có to be mà chỉ có động từ thường thôi, vậy chúng ta xài trợ động từ do the. Chủ ngữ đây là they cho nên chúng ta xài do nhé. How do they want to travel chấm hỏi. Câu số 3, nam không muốn đi xem phim bởi vì anh ấy mệt. Bởi vì anh ấy mệt, người ta gạch chân cái này. Vậy chúng ta đang đưa ra lý do. Vậy là hỏi tại sao. Hỏi lý do, hỏi tại sao. Tại sao nam không muốn đi xem phim? Ở đây có trợ động từ này. Vậy chúng ta để trợ động từ đầu tay. Why doesn't nam want to go to the movie? Chấm hỏi. Câu số 4, chúng tôi muốn chơi bóng chuyền. Chúng tôi muốn chơi bóng chuyền, vậy là muốn chơi cái gì? Cái gì là what? Do, quy chuyển thành you nhé. One,
What do you want? Nào. What do you want? Muốn làm cái gì? Thể thêm từ to play vào cho nó hay. Rồi, câu số 5. Tôi muốn ăn sáng vào lúc 7 giờ. Bây giờ hỏi thời gian. Các bạn nhớ là what time? What time do you want to have breakfast? To have breakfast chấm hỏi. Rồi, chúng có số 6. Chị gái tôi muốn có một cái xe đạp mới. À, nó ở đây, chị gái tôi muốn có một cái xe đạp mới. Vậy là muốn cái gì đúng không? Muốn cái gì sẽ là what? À, the my sister chuyển thành your sister. One đưa về nguyên mẫu. To have chấm hỏi. What does your sister want to have? Rồi, xuống bài số 5, viết các câu đề nghị. À, viết câu đề nghị. Dùng từ gợi ý, chúng ta có 3 câu đề nghị. Ba câu đề nghị, ba cấu trúc câu đề nghị. Thứ nhất, let cộng động từ nguyên mẫu. What about cộng động từ thêm in. Có chấm hỏi. Why don't we cộng động từ nguyên mẫu có chấm hỏi. Ba loại câu đề nghị chúng ta nhớ để biết. Ví dụ như thế này. Let's go to the movie. What about going to the movie? Why don't we go to the movie? Rồi chúng ta làm câu 1. Let's play basketball. Basketball this afternoon. Chấm hỏi. Câu thứ hai là What about playing basketball this afternoon chấm hỏi. Câu trên không có chấm hỏi nhé. Câu cuối cùng là why don't we play basketball. Viết tiếp chấm hỏi. Rồi, câu số 2, đi thăm chùa Hương. Đầu tiên là let's visit Hương Pagoda. Chúng ta hãy đi thăm chùa Hương. Câu số 2 là what about. Đằng sau what about là động từ thêm in, cho nên ở đây sẽ là visiting Hương Pagoda. Chấm hỏi. Câu tiếp theo, why don't we visit Hương Pagoda. Chấm hỏi. Rồi, câu số 3, đi bãi biển này. À, đi bãi biển. Let's go to the beach. Câu số 2. What about going to the beach? Câu số 3 là why don't we go to the beach. Chấm hỏi. Rồi, câu tiếp theo. Let's travel by motorbike. Chấm hỏi. À, nó không có chấm hỏi nhé. What about traveling by motorbike. Chấm hỏi. À, câu cuối là why don't we travel. Viết tiếp chấm hỏi. Ui chà, nó dài quá các bạn ạ. Câu số 5. Let's listen to music. What about listening to music chấm hỏi. Hoặc là why don't we listen to music chấm hỏi nhé. Nào, câu số 6 đọc luôn. Let's see the Ngọc Sơn Temple. What about seeing the Ngọc Sơn Temple? Why don't we see the Ngọc Sơn Temple? Chấm hỏi. Xuống bài 6 là mã hoàn tất đoạn đối thoại xong.
What are we going to do? Ở đây thiếu từ going. Sẽ làm gì ngày mai? We are going to go to the zoo. I don't want, tôi không muốn đi sở thú, nó quá xa. Thế đi, ở đây là what about, bởi vì sao các bạn, đây là động từ thêm in. Thế thì đầm sen sao? Ý kiến hay đấy. Chúng ta đi bằng cái gì? Đi bằng cái gì sẽ là how? How are we going to travel? We are going to go by bike. Không, nó nóng, trời nóng lắm. Why don't we go by bus? Chúng ta đi bằng xe buýt được không? Good idea. Okay, tomorrow we are going to the start by bus. Rồi. What Mai want to do? Tức là Mai muốn làm cái gì? Mai đây, Mai muốn đi sở thú. Vậy chúng ta sẽ viết là she want thêm giờ. To go to the zoo. Ở cái chỗ số 2 này các bạn viết lại thành I want to go to the zoo nhé. Hay là let's đúng hơn nha. Let's đúng hơn các bạn ạ. Let's go to the zoo là đúng nhất. Rồi câu số 2, tại sao Nga muốn đi sở thú? Bởi vì tại sao Nga không muốn đi sở thú? Bởi vì Nga này nó quá xa. Câu tiếp theo, bọn họ sẽ đi đâu? Bọn họ sẽ làm cái gì vào ngày mai? À, bọn họ sẽ làm gì vào ngày mai? Đây này. Cái đầm sen. They are going to. They are going to đầm sen park. Bọn họ sẽ đi bằng xe đạp phải không? No. They are. À, bởi vì trời quá nóng. Họ đi bằng cái xe gì? By minibus. By bus thôi. Ok. Rồi, bài của chúng ta đến đây là hết rồi. Và hẹn gặp lại các bạn trong cái bài Test for Unit 14 nhé. Goodbye.